Chào mọi người nhá. Các bạn đã làm thi thử GPT online trên website Dũng Mori chưa? Đã làm chưa nhỉ? Đấy. Đấy. Khi mà các bạn làm online á thì chúng ta sẽ có bảng xếp hạng luôn mọi người. Đấy. Thấy cô Thanh đứng đầu luôn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Các bạn cố gắng vào thi thử nhá. Rồi thì có rank đúng không nào? Xếp hạng, chúng ta xem là chúng ta được bao nhiêu điểm, có đứng đầu được không? Tập 1, tập 2, tập 3 được nhận được huân chương luôn. Thấy chưa? Đấy. Rồi, chào Thủy Tiên nhá. Rồi, sau đó có sơ đồ đánh giá năng lực luôn. Ví dụ các bạn nghe hiểu tốt thì đây, nó sẽ kéo chúng ta. Nếu mà đều điểm thì chúng ta sẽ về đây. Tư vựng chúng ta yếu quá thì nó lại báo về đây. Đấy, thấy chưa nào? Nó sẽ đưa ra một cái biểu đồ kết quả này để chúng ta nhìn vào chúng ta năng lực chúng ta đang bị thiếu ở đâu, đúng không nào? Đấy. Đây là cái phần live stream nhá, phần live stream à đâu, phần test nhé, test online được chưa nào? Hay đấy, được. Sau đó thì chúng ta xem lại đáp án ngay được nhá mọi người nhá, xem đáp án này này. Sau đó thì hay đây, chúng ta có thể theo dõi kết quả so sánh qua từng đợt thi, được chưa? Có 5 lần tất cả. Từ giờ đến lúc thi thì chúng ta sẽ còn 4 lần nữa, được chưa nào? Tuần trước mùng 7 tháng 6 chúng ta thi đợt 1 rồi, đúng không? Hay lần này chúng ta sẽ thi tiếp, được chưa nào? Đấy, vào thứ sáu này và chủ nhật này, được chưa? Ok chưa? Rồi tuần này các bạn nhớ tham gia thi nhá. Mai đấy, hôm nay 13 đúng không em? Hôm nay 13, mai là thứ sáu này, mọi người có thể vào thi này, và chủ nhật này các bạn có thể vào thi này. Nhớ đã tham gia thi nhá mọi người nhá. Chúng ta nhau bắt đầu nhá mọi người nhá, nhau bắt đầu. Được chưa? Hãy CD live stream 8 tuần đếm ngược. Hôm nay là từ vựng chữ Hán và ngữ pháp N2 và N3. Được chưa ạ? Chúng ta cùng nhau bắt đầu câu đầu tiên luôn. Rồi. Câu này đấy. Đấy. Đây là N3 nhá. Trong đề thi thật nó xuất hiện cái từ này đấy mọi người. Bạn chọn xem. Koko nanya suru toki wa kiyo tsukete kudasai. Đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy ở bên này cái chữ này. Đúng không? Đường trước nó là bộ mộc. Còn đường sau nó là bộ hoàng. Hoàng trong chữ màu vàng đây này. Được chưa? Đấy. Này hơi thỏ này một tí này. Đúng không? Đấy, màu vàng là chữ này. Các bạn đọc cái chữ màu vàng là gì không? Bút thầy cũng viết là màu vàng đây. Nào. Đáp án 2, đúng không? 1 là 2, các bạn đều là 2. Odan à, các bạn chọn là Odan à? Đúng rồi, câu này dễ rồi. Odan. Odan tức là băng qua, đúng không? Khi băng qua nơi này thì hãy chú ý cái chữ nào Odan sẽ chúng ta có từ Odan Hodo, đúng không nào? Tức là cái khi mà chúng ta qua đường nó sẽ có một cái viền này, đoạn đường như thế này, đây này, đoạn đường đó, đường dành cho người đi bộ đây, đúng không? Gọi là Odan Hodo, được chưa nào? Odan Hodo. Rồi, ok, câu này dễ rồi nhá, bỏ qua nhá. Đây là Kiro, Kiro nhé, màu vàng, được chưa? Rồi, thì đố các bạn nhá. Đố bạn biết cái chữ này có nghĩa là gì này? Nào, nào, đây nhá, thầy viết ra đây mọi người nhá. Nào, cái chữ này. Đấy. Đây. Nó là gì đây? Đọc xem nào. Đúng rồi, chữ này là Kotowaru. Từ chối, để chưa nào? Từ chối nhá, Kotowaru. Ok, xong rồi. Tiếp. Nào, câu số 2. Không có từ này thôi đúng không? Kare wa byouin ni tsuita toki ni wa mada atta. Nào, cái chữ này chữ gì đây mọi người ơi? Đây. Hoàng Nguyễn ok, Văn Lưu ok, nào. Câu số 2 nào. Kare wa byouin ni tsuita toki ni wa mada nani nani ga atta. Có gì nhỉ em nhỉ? Có gì nhỉ? Atta nani ga atta? Nào. Awa, iwa, ase, iki. Đấy, câu này dễ rồi đúng không? Rồi câu này. Đúng không? Khi mà đến bệnh viện thì anh ta vẫn còn thở. Iki đúng không? Đáp án là iki, thở. Được chưa nào? Đấy, vậy thì chúng ta cùng nhau viết chữ Hán ase nhá. Ase này, để viết màu đỏ này. Màu đỏ này. Ase. Ase là gì nhỉ? Ase là mồ hôi. Mồ hôi thì phải có nước. Đúng không? Đấy. Hơi khô là chỗ này, chỗ hốt sữa. Được chưa nào? Đấy. AC. Được chưa?
Đấy. Thế còn từ Iwa. Iwa là gì đây? Iwa là đá. Đá trên núi á. Iwa này. Ở dưới có Isin này. Đá trên núi này. Thế nào? Ừ. Đấy. Còn cái từ Awa kia. Awa là gì mọi người biết không? Awa. Chưa? Trước khi đố từ Awa thì thầy sẽ đố một từ này nhá. Đố các bạn biết từ này. Từ này nghĩa là gì đây? Eto. Nào. Khá đó đọc từ này cho thầy. Ừ, Awa. Đúng là Awa thì là chúng ta thêm cái này là Awa này. Đúng không? Đây chữ hán Awa đúng không? Nhưng mà cái thằng này nó làm cái gì này? Đấy, thằng này là gì? Rồi, Nguyễn Thị Tâm. Ok, gọi là này, sư mự gói bọc đúng không? Nguyễn Kỳ Lâm gói bọc ở từ này. Ok chưa? Đấy, xong câu 2 nhá. Chắc phải tôi nhanh hơn thêm một tí đây. Không là hơi muộn một tí. Đúng nào, không kịp mất. Tiếp theo. Watashi no sofu wa Nihon no kai ga o takusan motteru. Đúng không? Motteru. Có rất là nhiều. Nhiều cái gì đây mọi người chọn đi. Kai ga. Ui chữ này khó ghê nhỉ, kai ga. Ừ, cây gạ. Cái gì đây? À, chữ này trong cái ega này chắc là ega, chữ này chữ men là không phải rồi, chắc là hai câu này là sai rồi đây. Men là không phải rồi. Còn chữ này là cây. Ô, thằng này là trong chữ chi dự đúng không nào? Đó, thì nó là câu này sai rồi, vậy thì đáp án là gì nhỉ mọi người? Đúng rồi, Dương Minh Mai Thị Lê chính xác rồi nhá. Câu này dễ. Cây gạ là chanh nhá mọi người nhá. Câu này dễ như thế đúng không? Chuyển sang câu số 4. Đây, câu này nhé. Ima de mo mada wakareta kanozo ga koishi. Đây là một từ mới dành cho những bạn chưa học chưa học bài. Hay. Ok. Cái chữ này chắc là các bạn biết này. Chữ này các bạn biết này. Chữ này biết đúng không? Đấy, đúng rồi, chữ này là koibito đúng không? Đấy. Thì ra thấy trong bốn cái thằng này có chữ nào có chữ koi, chính là thằng này koi koi đúng không? Koishi đáp án số 3 các bạn chính xác ở đấy, koishi. Koishi là nhớ được chưa nào? Bằng là omotte được đấy đúng không? Ừ. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ người yêu mà tôi đã chia tay được chưa nào? Koishi đúng không? Đấy, koi bị tội đây, tội đây được chưa nào? Đấy. Thằng này là ai thôi? Ai stereo, ai suru đúng không? Thằng này là Kanashi này đúng không? Thằng này là Hen này đúng không? Hen na nioi ga shimasu ne. Được chưa nào? Hen na hito tất cả. Xong, câu 4 ok. Câu 5 nào? Câu 5. Nào mọi người. Câu này hơi khó nha. Kyoshi wa seto no tonaru yona kodo o toru beki da. Nào, thằng Mô Hăng này. Chúng ta cùng nhau xem nào. À, đáp án thầy đọc luôn Mô Hăng à. Đáp án số 4 này. Ok. Mô Hăng. Không có trường âm nhá. Mô hăng. Được chưa nào? Mô hăng tức là nó là kiểu hay là khuôn mẫu. Khuôn mẫu. Ừ. Nhưng mà trong câu này chúng ta sử dụng xem nó có thể trở thành khuôn mẫu được không? Kyoshi ạ. Giáo viên thì cần phải có những cái hành động. Được chưa? Hành động. Gì? Kiểu như là giống như là để làm khuôn mẫu cho học sinh thì chúng ta có thể dịch là làm gương đúng không nào? Giáo viên cần phải có những cái hành động như kiểu để làm gương cho học sinh. Cái từ mùa hăng trong tình huống này là làm gương. Được chưa? Được nhá, ok. N3 nghe thấy lạ lạ. Rồi, học thêm một từ này nữa. Mùa hăng này. Có từ mùa hăng si kèn chẳng hạn. Mùa hăng si kèn. Được không? Kỳ thi thử. Ví dụ, vừa nãy thầy giới thiệu kỳ thi thử GPT của Dũng Mori đấy. Được nào? Đấy, nó là mùa hăng si kèn. Được chưa? Ừ. Ok. Rồi, tiếp theo. Kanji là 2 này. Kono hikouki wa Osaka. Đố các bạn đọc cái từ này. À, chỗ này nữa. Osaka nani nani. Được chưa? Phải đọc được ba chữ Hán này luôn. À, thằng này nó là cái gì? Thằng này nó là cái gì? Hai thằng này nó là cái gì? Đấy, đáp án là số 1. Tất cả các bạn là số 1. Các bạn đọc cái mấy cái kia thầy bảo đi. Cái thằng này thằng Bắc với thằng Kinh thì đọc là gì? Đấy, nó là Bắc Kinh. Được chưa? Kê này. Đáp án chính xác số 1. Kê. Được chưa? Kê không có trường âm nhá. À, thằng yêu này không có trường âm. Được chưa? Kê, kê là quá cảnh. Máy bay này quá cảnh Osaka và đi đi đi, đi Bắc Kinh. Pekin. Được chưa? Pekin. Pekin là Bắc Kinh. Ok cho mọi người, Pekin.
yêu kỳ nhé, phế kỳ yêu kỳ hướng đi bắc kỳ nhé. Hay câu số 7 sọc cứ giả nó là cái gì? Này sọc cứ giả, sọc cứ giả ní. Còn cái thằng này chữ hán này, đây các bạn phải đọc được chữ hán này cho thầy. Thằng này sẽ đọc là Tazuneru. Tazuneru là gì? Tazuneru có phải là đến thăm không? Nó là chữ hán khác đúng không nào? Thằng Tazuneru này có nghĩa là hỏi đúng không? Keisatsu ni michi o tazuneru đúng không? Hỏi cảnh sát đường đi được chưa nào? Đấy. Trong tình huống này thì sẽ là gì nhỉ? Hỏi chính cái người đó, hong nin chính cái người đó về về cái gọi tin đồn đó thì bị người đó phủ định ngay lập tức. Sục giản đi là ngay lập tức thì đáp án là đáp án số hay một nha mọi người nha. Chữ này cũng là chữ hay ai nhưng mà không đọc được chưa? Nó không phải là đáp án. Đáp án là đáp án này. Sục giản đi. Được chưa nào? Sục giản đi hitei sareta. Ok. Nhớ chưa? Tazuneru này không phải là ghé thăm, là chữ Hán này này. Nó có nghĩa là hỏi thăm, hỏi bằng mẹ kikyu ấy nha. Hay tiếp theo. Câu số 8 này. Giữ ngồi chú wa motto shisei yoku suwatte kudasai. Shisei này chữ Hán nào là shisei. Shisei. 222 ạ. Chính xác. Shisei nhé. Vậy. Chữ này là chữ gì mọi người? Chữ này là chữ gì? À, chữ này trong chữ nỗ lực đúng không nào? Đấy. Đô liêu cử. Đúng không? Đô liêu cử đấy. Còn cái thằng này. Thằng này chữ gì đây? Này chữ gì đây? Nè. Ê đó. Thằng này. Đúng không? Màu đỏ, cái chữ màu đỏ. Đây. Ok. Nó khác với thằng này như thế nào? Thằng này là chữ... khác nhau một tí ở bên trên này đúng không? Đấy. Đúng không? Thằng này là cát sự này, cho mượn này đúng không? Thằng này là trong chữ tư, chữ đầu tư này đúng không? Đầu tư. Được chưa nào? Thì có chữ đầu tư đây. Bạn nhớ không? Thô sĩ. Được chưa nào? Nghe một tí. Thô sĩ. Đấy. Thô sĩ. Được chưa nào? Thô sĩ. Tức là đầu tư đấy. Được chưa nào? Ok. Rồi. Hay. Chữ này trong chữ phư cự giác sự này, đúng không nào? Phư cự giác sự. Còn thằng này chữ cai dên này, đúng không? Phư cự giác sự. Chữ giác sự còn nhớ không? Chữ giác sự là chín con chim trên một cái cây, chín con chim trên một cái cây. Đúng không? Phư cự giác sự này, cự giác sự là chữ này nhá. Đấy, rồi tiếp theo. À, quảng cáo một tí, tức là đang có lớp luyện đề cấp tốc online nhá. Nếu mà bạn nào muốn đăng ký nhá, thì nhớ đăng ký comment hoặc là inbox cho thầy. Tăng 2-30 điểm chúng ta chỉ luyện thi đấy đấy. Chỉ luyện đề thi quá khứ GPT đấy đấy. Được chưa? Đấy, tiếp theo, câu số 9. Câu số 9 rồi, có lên mọi người. Đấy. Otto wa 3 nen kan kekkon shimashita. Được chưa nào? 3 năm này, sau 3 năm này, đúng không? Sau 3 năm thì cưới. Sau 3 năm thì cưới. Nào, nó là gì đấy mọi người? Đấy. Vi Nguyễn Ngọc Tường đáp án cho đáp án nào? Nguyễn Hòa đâu? Cô này đang số mấy đây? Đấy, Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh chọn 3, cô 9 chọn 3, đúng không? Hằng Gấu chọn 4, Nguyễn Vi Nguyễn Ngọc Tường. Nguyễn Ngọc Tường Vi, đúng không? 4. Nguyễn Duy Thịnh 4, 4. Vậy thì Khánh chọn sai rồi, tất cả các bạn chọn 4 như kìa. Và đáp án là 4, skill, đúng không nào? Rồi. Là gì đây? Skill tức là có nhiều nghĩa. Trong tình huống này có nghĩa là sau 3 năm gọi là yêu, trong tình huống sẽ là yêu. Yêu chồng tôi 3 năm thì sau đó sẽ cưới. Thế chứ nào? Bình thường sẽ là hẹn hò sau 3 năm, được thì là yêu sau 3 năm được. Nhá. Ok. Đấy. Từ này là gì đây? Torikomu. Được chưa? Torikakomu. 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 Tức là vây quanh cái gì đó. Quây. Đúng không? Ố này. Dự quây quanh cái bàn này. Table o. Các cái cồn đạ này. Omotsui. Omotsuite. Tức là nhớ. Nhớ ra. Omotsuku. Được chưa? Hay.
hikikeru tức là tiếp nhận. Ví dụ thường có từ là shigoto, shigoto o hikikeru. Thế nào? Hay rồi. Tiếp theo. Câu số 10. Ha wa tottemo ganko da. Ha wa tottemo ganko da. Nào, tottemo ganko da. Ganko hiểu nghĩa của nó là chọn được ngay. Đúng không? Ganko. Ganko là cứng đầu. Được chưa? Cứng đầu thì có thay đổi được suy nghĩ không? Không, đúng không? Thì câu số đáp án là chọn ngay được ngay, đúng không? Cứng đầu thì là không thể thay đổi được suy nghĩ. Đúng không nào? Hai. Kangaeo kaenai. Kangaeo kaenai. Được chưa? Đấy, câu này dễ. Để giờ bỏ qua luôn nhá. Tu tu luôn. À, câu số. Đấy rồi. Câu này mới là câu khó này. Câu này mới là đánh đố các bạn này. Được chưa? Câu này mới là câu khó này. Đấy. Nào. Câu này nhá. Watashi no oi wa Tokyo ni sundeimasu. Oi, né? Oi. Đào Mạnh Hưng 1. Được chưa? Châu Kim Ngô 1. Nào. 10 là 2 đúng không? Vậy thì đáp án sẽ là thằng này. 1. Đấy. 70% các bạn là sai câu này. Đúng không? Hay. Oi là gì đây? Ane no musuko. Con trai của chị. Con trai của chị thì tức là gì? Tiếng Việt mình tức là gì? Cái thằng ôi này. Không biết. Là cháu mình. Là cháu trai. Đúng không nào? Cháu trai này nhé. Này, cháu trai. Cháu trai là một người đàn ông này. Chữ Hán nó như thế này. Yeah. Hơi chéo một tí. Chữ sinh này. Thằng đằng sau là chữ otoko đó. Đây trên này. Otoko. Đây là chữ ôi nhá. Ôi. Còn cháu gái biết là gì không? Cháu gái là mê. Mê. Nhớ nhá hai từ này nhá. Trong L3 hoặc L2 nó sẽ xuất hiện đấy. Và nó gọi là đánh đố đấy. Hai cái từ này. Hai chữ là đánh đố chúng ta để cho những cái bạn nào thật sự chăm chỉ học, đúng không? Biết nhiều từ vựng để đạt điểm được điểm số tối đa thì phải học những cái từ này. Thấy chưa? Mê là cháu gái đó. Cháu gái thì phải là có chữ hay, nữ ở đây, con gái ở đây. À, y ta được. Nhìn thấy chữ án này chưa? Sau này nhớ đâu đi L2 nó xuất hiện thì nhớ. Nhớ cái chữ này thầy viết trên bảng, thấy chưa? Ôi và mê, đúng không? Ôi và mê. Thấy chưa? Ôi mê nha, ôi và mê nha. Đúng rồi. Tiếp theo câu số 12. Watashi no joushi wa tottemo nani nani honyarara de ima made okotta no o mita koto nai. Được chưa? Cấp trên của tôi thì rất gì đó, cho đến bây giờ thì tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy cáu bao giờ cả. Đúng không? Nào. Hai à, đúng không? Ôn hòa. Nhìn thấy nó ấm, câu số chữ số 2 là ấm một cái là chọn luôn. Thằng này cũng ấm. Ấm và dày. Đấy, rồi ông cô nó ra là bạn là ông cô đế. Được chưa nào? Ông cô này. Được chưa? Ông cô. Tức là gì? Ê, rất là ôn hòa, rất là dịu dàng. Cấp trên của tôi thì rất là ôn hòa, rất là dịu dàng. Được chưa? Rất là ôn hòa, rất là dịu dàng. Được chưa? Còn thằng ông đan này nó là người ấm áp này. Chúng ta học từ ấm áp, ôn đăng cạ này. Ôn đăng cạ là gì nhỉ? Ôn đăng cạ. Ôn đăng cạ. Hóa, ôn đăng cạ. Tức là trái đất nóng lên đấy, ấm dần lên đấy, được chưa? Còn cái thằng này là yêu rio này. Thằng này đọc là rio đúng không? Rio, thằng này đọc yêu, cả hai đều có chữ ấm. Yêu rio là tốt thôi, yoi tốt thôi. Còn cái thằng này là gì nhỉ? Rio se. Rio se. Rio se này. Điều xe tổ này hay dùng trong bệnh, ví dụ nó là lành tính, ví dụ như là khối u lành tính chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có là điều xe. Điều xe siêu yo, đúng không? Siêu yo. Siêu yo là cái chữ này hơi khó này. Siêu yo đây có bụng nguyệt đấy nhá, xong có mồi khối u mọi người. Siêu yo thì sẽ là đây này. Siêu yo đây, đây nè. Siêu yo là khối u mọi người. Được chưa? Siêu yo khối u nha. Đấy. Điều xe siêu yo khối u lành tính. Được chưa? Hết rồi, xong rồi. Tiếp theo. Đấy, câu số 13. Kigen nani nani no shokuhin wa anzen men ni oite mundai ga
Sojiru kanosei ga aru. Chữ này các bạn nhớ chữ này nhá, đọc phải đọc luôn cho. Sojiru phát sinh, nảy sinh. Đây chữ sinh đúng không? Phát sinh, nảy sinh vấn đề. Có khả năng phát sinh, nảy sinh vấn đề về mặt an toàn. Được chưa? Những cái sản phẩm gì đó. Rồi, câu này dễ đúng không nào? Chúng ta sẽ có đáp án là gire. Chữ này đọc là kire nhưng mà khi mà ghép với chữ kia sẽ đọc phải là gire nhé. Gire. Tức là hết hạn á. Hết hạn. Được chưa nào? Sokuhin desu ne. Sokuhin. Kigen gire no sokuhin desu ne. Những cái sản phẩm mà hết hạn á. Thì nó có khả năng sinh ra những cái vấn đề về mặt an toàn thực phẩm. Được chưa? Hãy. Muke ví dụ như là gì nhỉ? Kodomo muke này, otona muke này, tori này, cái thằng này, thằng này sumi thì nó sẽ đọc là zumi khi mà ghép với ví dụ shiozumi đã dùng xong này. Shiozumi. Được chưa? Shiozumi no mono này, shiozumi no cái gì đó. Đúng không? Stete kudasai. Cái gì vứt xong, shiozumi no denchi, đúng không? Pin đã dùng xong thì hãy bỏ vào đây. Đó, như thế. Ok cho mọi người. Rồi, tiếp theo. Đấy, câu số 14. Chữ này các bạn có đọc được không đã? Trước tiên chúng ta phải đọc được từ này đã. Hãy. Arubaito ni ittemasu. Được chưa? Arubaito ni ittemasu. Nào, câu số 14 rồi mọi người. Có lên. Lan Hương, Vương Ngọc 3, Đào Mạnh Hùng 1, Suri Nguyễn 4. Ok, 4, 4, 4. Cái thằng này với thằng này đối lập nhau này. Được chưa? Thằng này là nichiu. Nichiu là ban ngày. Thằng này là yakan. 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 Yakan là ban đêm đấy nhé. Heijitsu là ngày thường rồi. Kyujitsu là ngày nghỉ rồi. Còn đây là gì nhỉ? Hiruma là buổi trưa. Được chưa nào? Đấy, hiruma. Và nguyện nichiu ban ngày. Ban ngày thì tôi đi. Đấy, làm thêm. Nha. Hiruma. Đáp án yoban desu. Yoban desu. Câu này khó này. Câu này thuộc về ngữ pháp là 2 này. Thấy dài chưa? Nào, cùng nhau đọc nhá. Printer no choushi ga waruku nari, seijō gaisa ni denwa de toyawasetara, mukou no tantosha ni arekore shichimon ni kotae, nani-nani ageku, tayorikinai to iwareta. Hai. Nào, mẫu câu ageku, đúng không? Sau khi cái gì đó, đúng không nào? Sau khi cái gì đó thì đứng trước nó, mẫu này thì phải đi với dạng về tạ quá khứ, nên là thằng này với thằng này là sai rồi. Được chưa? Nào, còn thằng này là bắt hay thằng này là bị bắt? Nào, chọn bắt hay là bị bắt? Đây là bắt cái thằng này hay là bị thằng này nó bắt? Đấy. Đáp án chỉ là gì nhỉ? Này. Bị bắt. Thấy chưa? Nói cùng nhau xem nhá. Này. Cái tình trạng máy tính nó không được tình trạng cái máy in nó không được tốt lắm. Thế nên là tôi hỏi điện hỏi gì nhỉ? Hỏi cái công ty sản xuất qua điện thoại thì bị đúng không? Thì bị cái người thân tôi sợ tức là người phụ trách ở cái Mưu Cô tức là bằng mẹ thằng Mưu Cô là cái công ty sản xuất này, đúng không? Bị cái ông phụ trách ở công ty sản xuất đó, đúng không? Hỏi, đúng không? Bị bắt trả lời rất là nhiều những câu hỏi. Areko này rất là nhiều những câu hỏi. Và cuối cùng bị nói rằng là chúng em không xử lý được anh ơi. Thayo này đối ứng đáp ứng đúng không? Nhưng mà thayo trong tiếng nó sẽ là không xử lý được. Bị bắt trả lời rất là nhiều câu hỏi rồi xong cuối cùng là bảo là anh ơi em không xử lý được đâu. Cái này là do bên anh đúng không? Cái này màn hình vỡ việc này là do bên anh không xử lý được đấy kiểu như thế nha. Xong được chưa mọi người? Yong bạn đấy. Đấy, câu nếu mà câu số 1 là xã xê tạ thì mình bắt thằng đấy à? Không phải, mình bắt nó trả lời là không được, nó phải hỏi mình như đúng không? Tiếp theo là câu số 16 nào? Ông này ông Kato nhé, Kato cường à, không phải cậu Kato nhé, cậu bé Kato, Kato cường, Kato cường. Kato cường ô tô sẵn, giả sát xí xô đẻo nè. Bố Kato có vẻ hiền nhỉ. Hiền đâu mà hiền, hiền gì mà hiền. Đúng không? Câu này, hiền đâu mà hiền. Đúng không? Lúc nào cũng cáo đấy. Thì hiền đâu mà hiền thì dùng cái từ nào đây?
Câu này dễ rồi. Đúng không? Xin đúng không? Yasashi mong ka. Đáp án là mong ka. Yasashi mong ka. Được chưa? Yasashi mong ka. Hiền đâu mà hiền. Ok chưa? Hay. Koto ka là gì mày? Koto ka. Biết bao nhiêu? Donna ni ureshi koto ka. Đúng không? Vui mừng biết bao nhiêu? Nói đi kẻ mẹ donna ni dore dake. Đúng không? Koto ka. Đừng, đừng trước nó là một tính từ mang cảm xúc này. Đúng không? Hay. Mono đà nó ám chỉ về những cái tình huống như là mình hay nghĩ về những cái ngày xưa, những cái gì nó mình đã từng trải nghiệm ngày xưa nhiều á, đúng không nào? Mà bây giờ mình muốn nói ra là ngày xưa tôi hay chơi đá bóng ở đây, ngày xưa hay tôi hay thả diều ở đây này, đúng không? Mukashi wa mukashi koko de yoku tako ageru mono da, ageta mono da, ageta mono da, thường hay thả diều ở đây, được chưa? Đấy. Còn koto da thì như kiểu là chúng ta đưa ra một lời khuyên này, về dự về nai koto da này, nên hay là không nên làm gì, đúng không? Nên hay là không nên làm gì, được chưa? Hay câu số 7 nào, câu này là kính ngữ này, xin mời các bạn. Kính ngữ đi lúc đi thi là ba là hai, lúc nào cũng có một hai câu kính ngữ đấy, được chưa? Nào, một hai câu kính ngữ. ご注文をご利用ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。ね、頑張れ頑張れ。Thu Trang, câu này đang số mấy? Thu Trang. Hương Lan đang số mấy đây Hương Lan? Nguyễn Khánh, rồi. Hai à, Huy San ba, đấy hai này, hai hay ba đây không biết là hai hay ba. Một này trên TikTok là một này. Zido một, Zido cứng ạ. Ichi là nan desu ne, Zido cứng. Nguyễn Hưng hai, một hai, một hai. Đấy. Các bạn nhầm cái từ itashimasu tức là gì nhỉ? Khiêm nhường ngữ. Đây trên nào? Khiêm nhường ngữ. Ừ. Đây là thằng này đây. Khiêm nhường ngữ này. Go chumon. Ví dụ trong tình huống này nó bắt đầu chumon thì sẽ là go chumon itashimasu. Em xin được. Em xin được thì đấy. Gọi món, được chưa? Thì mình dùng câu này. Chumon shimashita. Tức là trong tình huống này đã kết thúc rồi. Ta đi ra. À, anh chọn này, anh chọn set A nhỉ? Hay, có chiếu món. Hay, có chiếu món. Cái này là khiêm nhường ngữ nhỉ chưa? Khiêm nhường ngữ. Tức là mình đã nhận được thì phải dùng cái thằng này này. Hay, ok chưa? Thằng này nó bảo mình kashikomarimashita. Cái này có nghĩa là tiếp nhận. Được chưa? Uketa mawarimashita. Đúng không? Cảm ơn anh đã sử dụng. Được chưa? À. Cái này, arigato gozaimasu. Tức là bắt đầu sử dụng này. Người ta mới chiêu môn thôi đúng không? Còn mình chưa làm món. Ta cảm ơn sử dụng cái sản phẩm mà anh đã gọi thôi. Còn sau khi người ta dùng xong, người ta ăn xong rồi mình arigato gozaimasu. Được chưa? Đa số 2 nhá. Nasaimasu, kính ngữ. Kính ngữ của suru đúng không? Bây giờ anh đang làm gì thế? Đúng không? Ima nani o nasatte masu ka? Đúng nào? Kore kara nani o nasaimasu ka? Bây giờ anh sẽ làm gì? Được chưa? Kore kara nani o shimasu ka? Nani o nasaimasu ka? Ok chưa? Saremasu cũng là dạng gì chưa? Dạng gọi là bị động, nhưng mà trong tình huống này nó cũng mang cái ngữ đấy, bị động này nhé. Đấy, được chưa nào? Chia dạng bị động chính là dạng kính ngữ đúng không? Ok chưa? Đấy, rồi. Đáp án đang số 2 nhá. Không được nhầm là nhớ chưa? Con số 18 này, cố lên. Skoshi gurai choushi ga warui dake de dakku. Dakku ni tayoru. Tayoru. Dựa dẫm vào. Dakku ni kusuri ni tayoru no wa. Chữ này sai nhá, chữ này phải kusuri cơ. Kusuri. Thêm những bộ này cho thầy. Kusuri ni tayoru no wa. Chữ này cũng kusuri cho thầy. Ok. Hay. Nào. Uống phải uống thuốc mà đúng không? Uống thuốc. Đây là lắc cự. Không thể uống lắc cự được. Không phải là thuốc. Đây là dựa dẫm vào thuốc. Ok chưa? Skoshi gurai choushi ga warui dake de kusuri ni tayoru no wa yoku nai to wakatteru ga
Kaze no nani nani. Được chưa? Ừ. Bây giờ chúng ta xem là cái thằng danh từ nào. Cái thằng này, thằng 3, thằng 2 nó phải nối với nhau rồi. Thằng 3 nó phải nằm sau đây rồi. Thằng 3 nằm đây rồi đúng không? Và đấy. Ừ. Cái thằng này, hai thằng này nó ghép được vào nhau. Cá, đê tự tố này. Thằng 1 và thằng 4 ở đây. Vậy thì 1, 4, 2, 3 hay là 2, 3? 1, 4. Nào các bạn chọn đi. Đúng rồi, chỉ có là 1, 4. Bởi vì danh từ thằng này nó phải nối với thằng này đúng không? 1, 4, đúng không? 2, 3. Được chưa? Ừ. Chúng ta phải dịch cái câu này trước này. Hoa cát tì được gà này này. Đúng không? Tôi biết rằng. Đúng không? Tôi biết rằng, đúng không? Tôi biết rằng, đúng không? À, cơ thể chỉ mới hơi mệt mỏi một chút thôi. Mà đã dựa dẫm vào thuốc rồi thì là không tốt. Được chưa? Đấy. Thế nên là gì nhỉ? Thế nhưng mà đấy. Đây, gà này. Thế nhưng mà gì đây? Đúng không? Đấy. Thế nhưng mà cái triệu chứng đúng không? Xuất hiện, đây là xuất hiện. Hễ mà xuất hiện cái triệu chứng cúm một tí thôi là tôi lại phải uống thuốc mất rồi. Ừ. Là yếu, biết là dựa dẫm vào thuốc không tốt, thế thế nào. À, thế nhưng mà hễ có triệu chứng một cái là phải uống thuốc. Thực ra thầy cũng hôm nay cũng đang bị có triệu chứng cúm một tí á, chắc là tí cũng phải uống thuốc. Được chưa? Hay. Rồi, nhá. Tiếp. Ừ, 1 4 2 3, chỉ là một này. Vậy con số 19. Câu này siêu dễ. Byokini, byokini taisetsu sa ni kigazuita, tức là để ý, nhận ra rằng, thế chưa, nhận ra rằng. Hay, còn một câu này với một câu nữa thôi mọi người, cố lên. Nào. Vai chọn như thế nào? Byokini không thể no, byokini no thằng 1 là không phải được. Byokini natte có vẻ được này, đúng không? Byokini kenko là không phải. Byokini natte là hợp lý này, thằng số 3 này hợp lý này. Byokini natte kenko no à. Natte hajimete a. À, có một mẫu ngữ pháp là natte hajimete mọi người ạ. Đúng không? Sau khi gì đó thì thấy rằng, đúng không? Hay. Sau khi bị bệnh thì thấy rằng, được chưa? Đấy. Kenko no ni 3 4 2 1. Thấy chưa? Thì nhận ra rằng tầm quan trọng, thai thì tầm quan trọng của sức khỏe. Sau khi bị bệnh rồi mới biết là tầm quan trọng của sức khỏe. Ai cũng thế, đúng không nào? Hay. Rồi, câu cuối cùng nhé mọi người nhá. 3 4 2 1. Cuối cùng. Rồi. Đúng rồi. Saikin yasai ya sakana naro no shokuhin mo news de shitta. Được chưa? Tôi đã biết được trên bản tin. Tôi đã biết được thông qua bản tin. Thế nào? Ok ok, Nguyễn Hương nhá. 3421 à. Được chưa? À, xem có đúng không? Xem có đúng không nhá. Thầy bật đáp án lên luôn cho mọi người nhá. Đấy, nè. Thế này 2 à? À, 3, 4, 2, 1. Thì thằng này 2 đây. Được chưa? 3 là gì đây? À, Internet tổ đấy. 3, 4. Tôi yêu cô tổ. Ừ? Tôi đã. Đúng không? Ê, tổ. Số hình mô, Internet tổ đấy. Cao, hít. Cao, hít. Đúng không? Cao hito ga fue te kite. Thế thì thằng này không phải thằng này rồi. Nhầm rồi. Các bạn làm sai rồi. Thằng này nó phải như thế này. Eto. Cao hito ga 31. Cao hito ga fue te kite 2. Đúng. 4. Được chưa? Ừ. Đấy. Cái thằng Sita này biết được cái thằng này, biết được cái việc rằng là này. Thông qua tin tức này. Được chưa? Ừ. Đáp án là 3, 1, 2, 4 là chính xác nha. 3, 1, 2, 4. Được chưa? Các bạn vẫn chọn đúng số 2 đấy. Ok. Đấy. Rồi. Nào. Dịch câu này nhá. Đây. Tôi biết được thông qua tin tức một việc rằng là
Đấy, muốn việc rằng là bắt đầu dịch đứng trước, đấy chưa? Tiếng Nhật thường phải như thế nào? Đó. Gần đây xong bắt đầu chủ ngữ. Những cái người, đúng không? Mà họ mua được cả những cái thực phẩm như là cá, rau trên Internet đó, thì đang tăng lên. Hết bài. Đúng không mọi người? Dịch như thế chuẩn chuẩn chưa? Ok chưa? Rồi, chính xác rồi nhá. Hết rồi. Trước khi hết thì chúng ta cùng nhau học một câu gì ở thành ngữ châm ngôn, danh ngôn được nhá. Ừ. Hãy, nào chúng ta cùng nhau dịch cái câu này nhá. Ừ. Miss là gì đấy? Miss, miss là lỗi, lỗi lầm. Được chưa? Miss をすることは悪いことじゃないよ。Wow. それが上達するためにには必ず必要なもので、必要なもの。ただし、同じミスはしないこと。À, đưa ra lời khuyên này, này cô tổ này, đúng không? Không lên cái gì đó, đúng không nào? Ừ, không lên cái gì đó, thấy chưa? Nào, miss tức là lỗi lầm, đúng không? Mắc lỗi không phải là điều xấu, đấy chưa nào? Hay. Nó, đúng không? Nó, điều đó là thực sự là rất cần thiết để chúng ta tiến bộ. Do ta chuyện là tiến bộ. Được chưa? Ừ, đúng không nào? Có đúng như vậy không? Ôi, ngại mà gọi là người ta hay có câu gọi là thành ngữ tục ngữ là gì nhỉ? Cái đúng rồi. Thất bại là mẹ của thành công đấy, kiểu như thế. Tức là chúng ta phải có thất bại thì mới có được thành công, đúng không nào? Thì câu này kiểu tương đương như vậy. Đúng không? Cần thiết để chúng ta tiến bộ, đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta không nên lặp lại những cái lỗi lầm. Được chưa? Rồi. Mắc sai lầm không phải là điều xấu này, để tiến bộ thì đó là điều quan trọng này, nhưng không được mắc sai lầm giống nhau. Được chưa nào? Onaji misu wa shinai koto. Ok chưa mọi người? Ok chưa? Nào. Xong rồi đúng không? Thế nhá. Nhớ cái câu này nhá, nhớ cái câu này nhá. Ừ. Đấy, rồi. Ok, arigato, chào mọi người nhá. Chào Huy Nissan nhá, chào Vũ Hoàng Nguyên nhá, chào tất cả các bạn nhá. Đấy. Các bạn nhớ theo dõi livestream của thầy nhá. Nhá, ok. Hay, cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của thầy. Hay, hy vọng ngày hôm nay thì thầy đã đưa ra được rất là nhiều những cái từ vựng hay là những cái chữ Hán, hoặc là giúp các bạn ôn lại những cái ngữ pháp mà chúng ta đã học rồi. Được chưa nào? Hay, bye bye mọi người nhá, hẹn mọi người vào tuần tới. Bye bye, xem nào là